Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Chào các bạn. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Quà của bố. Tác giả Trần Đình Dũng. Giọng đọc chính tác giả Trần Đình Dũng. Quy luật của muôn đời, nước mắt luôn chảy xuống. Để rồi khi có con mới thấu hiểu được tình mẹ. Quyển sách Quà của bố này, thương yêu kính tặng mẹ. Thư gửi bố Dũng. Sau khi đọc một mạch hết bản thảo tập bút Quà của bố, tôi thấy cần viết một lá thư, không phải cho hai con của bố Dũng, mà cho bố Trần Đình Dũng. Bố Dũng thân mến, vì sao tôi đọc liền một mạch? Bởi vì các lẽ sau đây. Cuốn tập bút này giọng vang bố Dũng như nói chuyện, không hề lên gân, khi thì buồn buồn, khi thì dí dỏm, khi thì nghiêm nghị, khi thì tưng tửng. Bố Dũng đã dành cho cuốn tập bút này những bài tự sự, những bài kể chuyện, những bài giáo dục và có cả những bài vu vơ để làm quà tặng cho mình và cho con mình. Tưởng không thể tặng cho con một món quà nào bày tỏ tình cha với con nồng nàn hơn thế. Từng chuyện lớn cả bầu trời như nói về lòng yêu nước, về chuyện trong cái sống đã mang mầm cái chết, trong cái được đã hàm chứa cái không, trong cái có đã ẩn mình cái mất. Con sẽ học cách đương đầu với sự thay đổi đột ngột để ít đau, để đừng sụp ngã. Amateur pianist. Đến chuyện tỉ mẩn như chuyện đắp chăn, chuyện tắm táp, chuyện gấp áo quần cho con. Và bố yêu con vừa đủ để bối rối khi con ngấn nước mắt, vừa đủ để bồn chồn mỗi khi con buồn buồn ít nói, vừa đủ để lo lắng mỗi khi con nóng sốt, vừa đủ để sợ hãi mỗi khi con đi chơi về muộn. Trong bài Bố yêu con vừa đủ, tôi thấy thấp thoáng bóng hình người cha là tôi trong đó. Chắc chắn sẽ có nhiều người khác cũng cảm thấy như tôi. Và như thế, cuốn tập bút này không chỉ là quà của bố riêng của bố Dũng, mà còn là quà cho con của nhiều ông bố khác. Có điều là các ông bố thường làm nghiêm phụ, vì như thế có vẻ dễ dàng hơn, chứ không là từ phụ như bố Dũng. Bố Dũng thì nồng nàn quá, chu đáo quá và tế nhị quá. Và cũng có khi lẩn thẩn như nỗi lo, vì vô tình bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con. Trong bài Bố có lỗi với con, tôi nói lẩn thẩn vì nghĩ rằng sự chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng, đùa nghịch của bố thì cũng chỉ là của bố thôi. Nó hoàn toàn không thể thay thế được những chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng, đùa nghịch của người đàn ông của riêng con và ngược lại. Cùng một cách thể hiện tình cảm của bố và người đàn ông của riêng con như nhau, cô gái sẽ tiếp cận với thái độ, cảm xúc không hề giống nhau. Hay đây chỉ là cách bố Dũng muốn thể hiện ước ao cho con mình được một người đàn ông của riêng con, biết yêu thương con và trân trọng con như chính bố Dũng. Bàn bạc qua nhiều trang, tôi học ở cách bố Dũng dạy con. Bố không áp đặt điều bố muốn với nơi con, bố chỉ là người hướng dẫn, gợi ý để con trưởng chọn lựa cách suy nghĩ, chọn một thái độ và để con chịu trách nhiệm về điều đó cho cuộc đời mình. Thú vị hơn nữa là bố để cho con gái trách, con ngã chảy máu mà bố vẫn ngồi nhìn, thế mà bố dửng dưng nhìn con đau. Để rồi bố giải thích, chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình. Và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã. Trong bài Sáng thứ bảy, có lẽ bố Dũng và nhiều ông bố khác sẽ đồng ý với tôi. Với tình cảm vô bờ của người làm cha làm mẹ, chúng ta cần con cái được ấp ủ trong chiếc nôi tình yêu của cha mẹ. Tất nhiên cũng cần các con hiểu biết và trân trọng tình cảm này.
Nhưng điều mong mỏi lớn nhất là các con hãy hiến dâng lại tình cảm thiêng liêng này cho con của các con. Mong rằng sau niềm vui được trải lòng theo từng con chữ, từng dòng trong tập bút này, bố Dũng còn gặt được thật nhiều những tình cảm mà bố đã gieo, không phải gieo bốn gặt một theo nguyên tắc 4-1, mà gieo một gặt bốn. Thân thiết, mùa Noel năm 2009, Phan Bá Trực. Lời tác giả. Bạn đọc trân quý, quyển sách nhỏ này đã được tái bản nhiều lần, được sự đón nhận và thương quý của bạn đọc. Đã có những thay đổi tích cực từ một số bạn đọc dành cho con mình và cho cha mẹ mình. Tôi cảm thấy vui và tri ân các bạn. Đã có người hỏi vì sao tôi trở thành ông bố dễ thương như thế. Câu trả lời thật đơn giản. Vì tuổi thơ của tôi quá nhọc nhằn và luôn thèm khát tình thương của bố. Nhưng thôi, chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi. Cũng đã có rất nhiều người hỏi tôi vì sao không thấy bóng dáng mẹ các cháu trong câu chuyện. Câu trả lời có chút phức tạp hơn vì tôi viết cho chính mình mà người thụ hưởng là con tôi. Tôi đã viết bằng những trăn trở của tuổi thơ, những hoài nghi của tuổi lớn, những lo âu của tuổi bắt đầu về chiều. Và thật sự là tôi viết cho tôi. May mắn được người ở bên ngoài tôi đón nhận với sự đồng cảm và chia sẻ. Mẹ các cháu, vợ tôi, một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, luôn kín đáo, nhẹ nhàng đứng phía sau tôi. Lần tái bản này, tôi xin phép bạn đọc cho tôi dành một lời cảm ơn đến vợ tôi vì những gì tôi nhận được từ bạn ấy, với lời xin lỗi với những gì tôi đã mang đến bạn ấy. Sài Gòn, tháng 12 năm 2013, Trần Đình Dũng. Bồ nhí. Từ ngày có bồ nhí, ta nói thiệt là cực trần thân. Mưa, bồ nhí nhắn tin hỏi, đang làm gì, ở đâu, với ai? Lại còn, làm sao cân đong được mưa để biết ở nơi này nhiều hơn nơi kia ha? Bỏ tay, bà hỏi tôi biết hỏi ai? Nhưng nàng có quyền hỏi, vì nàng là bồ nhí mà. Nói về chuyện nhắn tin, thì mình phải luôn luôn là người nhắn tin cuối cùng sau khi nàng tám sạch tất cả các loại chuyện. Nàng chịu im lặng thì coi như xong, coi như thoát. Nàng còn tám thì còn phải trả lời. Nhưng nàng có quyền tám vì nàng là bồ nhí mà. Đại gia chọn một em bồ nhí chân dài tới vai. Mình còn nghèo hèn, học đòi đeo bám, chọn ngay một em bồ nhí mà mỗi tuần chân một dài ra. Đã thế em lại còn dở chứng xưng tên gọi bạn với mình, lúc nào cũng thỏ thẻ. Bi làm việc này cho ti nha, moa moa. Càng đấy, từ chối với những cái cú moa moa FV như thế này thì thật là có mà thánh. Nhưng nàng có quyền moa moa, vì nàng là bồ nhí mà. Kề tai nàng hỏi nhỏ, bạn có biết tôi thương bạn nhiều lắm lắm không? Nàng hất tóc quay ngoắt đi, ban phát một cái tiếng hứ rõ to. Rồi sau đó, nàng ọn ẻn ôm cổ, dạ biết. Bạn có biết là tôi thích bạn lắm không? Dạ biết. Bạn biết rồi, bạn có khoái không? Dạ không. Quê, hê hê. Ồ, nhưng mà nàng vẫn có quyền chọc quê, vì đó là bồ nhí. Thiệt ra cuộc đời này không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Tự nhiên có con nhỏ bồ nhí mà lại rất nhí nữa mới tinh khoái chứ. Chắc hiếm người nào có được con nhỏ bồ nhí giống như mình. Cách tuần lại thò bàn tay ngọc ngà ra để nói, bồ cắt tóc móng tay cho ti. Với một chất giọng chẳng thèm làm nũng, chẳng thèm nhõng nhẽo, xem như đó là chuyện đương nhiên và là đặc ân nàng ban phát cho kẻ nô lệ. Nhưng nàng có quyền ban phát đặc ân đấy vì nàng là bồ nhí và nàng tên là Ti.
4.500 phút. Tuần sau con nghỉ hè rồi. Thế là đã hết 5 năm tiểu học, chuẩn bị khóa trung học. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ. Mấy ngày nào bố đưa con đến trường buổi đầu tiên, con còn bỡ ngỡ với trường, với lớp, với những khuôn mặt mới. Bố còn lo lắng cho chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện bạn, chuyện thầy cô. 5 năm con đi học, bố chợt nhẩm tính những con số vô hồn, để vui đến giật mình vì có một hàm số vĩnh cửu và tuyệt đối. 5 năm con đi học, 9 tháng mỗi năm, vậy là 45 tháng học. Mỗi tháng con đi học 20 ngày, vậy là 900 ngày học. Mỗi ngày 2 lần đưa đón, vậy là 1.800 lần đi về. Mỗi lần đi về mình mất 25 phút, vậy là 45.000 phút đón đưa. 45.000 phút đón đưa, bố luôn luôn hân hoan, vui sướng, cho dù mưa nắng, cho dù kẹt xe, cho dù khói bụi ngập đường, cho dù lô cốt tắc nghẽn, cho dù bố có những buổi thức khuya làm việc, sáng thức dậy với đôi mắt đỏ kè, dắt xe ra khỏi nhà mà quên trước quên sau. Nhưng bố vẫn luôn vui và ngập tràn hạnh phúc với việc đưa đón con. 45.000 phút đón đưa, con đường chúng ta đã đi trở nên quá quen thuộc. Những hẻm nhỏ ngõ tắc tránh kẹt xe chúng ta đã quá rành rõi. Những ngã tư đèn đỏ dừng lại, bố vẫn thường len lén cầm bàn tay nhỏ xinh của con. Những tiếng còi chói tai của xe buýt và các loại xe điên rồ khác cũng chỉ làm cho vòng tay của con thắt chặt hơn qua eo bụng bố. 45.000 phút đón đưa, bao câu chuyện nhí nhố cười đùa, bao lần mình im lặng đi suốt đoạn đường để rồi chỉ nghe vỏn vẹn 2 từ chào bố, chào con, và bố chạy tiếp vào vòng đua cuộc đời. 45.000 phút đón đưa, con gái bố lớn lên, cao hơn, tóc dài thêm. Mình bắt đầu chuyển đề tài đường phố sang người lạ để tám chuyện, để cười vui. Và có những lúc con hỏi, chở con đi học hoài như thế này bố có chán không? Câu trả lời bố đã nói 1 lần với con và sẵn lòng lặp lại 1.000.000 lần. Bố chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, chưa bao giờ chán con, chưa bao giờ chán việc đưa đón con đi học. 45.000 phút đón đưa, bố ngạc nhiên vì bố vẫn chưa tìm ra điều thứ hai trong đời mình có một tỷ lệ yêu thương tuyệt đối như thế. Nếu ta viết thành phân số, ta sẽ có tử số bằng 0 và mẫu số là 45.000. Con ạ, bố không biết chán con, cho dù mẫu số là tỷ tỷ tỷ. Bố yêu thương con tuyệt đối, con gái cưng ạ. Gấp áo quần con. Bưng bê thâu quần áo lấy từ máy giặt ra, leo lên sân thượng phơi, mang quần áo đã khô vào phòng, ngồi gấp, vuốt, thẳng thớm, để theo từng chồng riêng biệt, mang cất vào tủ riêng của từng đứa. Dường như đã lâu rồi không làm việc đơn giản này, dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, ngồi quán, tám chuyện, toàn chuyện vĩ mô và chiến lược, kế hoạch quản lý, giáo trình giảng dạy, toàn chuyện vớ vẩn ngơ ngẩn, chuyện đao to búa lớn, chuyện giải quyết được khổ ai. Bỗng nhiên lại bỡ ngỡ lạ lẫm với những việc đã từng làm từ nhiều năm trước. Quần áo con khô cong, thơm mùi nắng. Những cái áo quần lộn trái khỏi bạc màu, vội vã, ống quần còn vón cục túm tròn, ẩm ẩm, phải mang đi phơi lại. Gấp từng cái, xăm soi, cái thì mòn đít, cái thì bung chỉ, cái thì đứt nút, vớ mòn, áo học, áo ngủ, áo nhà, áo phố. Đã có những lúc bố la lối ôm xồm vì con mặc đồ đi học ở trong nhà, mặc đồ ngủ đi ra đường và mặc đồ sọt đi đi ngủ. Đã có lúc bố bực bội, hét toáng lên vì thấy con thay ống quần mà
ống trong ống ngoài, rồi nửa vứt trên giường, nửa ở cạnh giường, nửa ném trong giỏ, nửa bên ngoài giỏ. Bố vô lý. Bố có lý. Bố mang tính kỷ luật thời nội trú trường dòng về nhà mình. Thì các con ngộp thở với ông bố phát xít. Nhưng bố biết các con thương bố. Tỷ Mẫn gấp áo quần cho con, đo chiều dài của áo quần bằng tay, cảm giác bâng khuâng, con mau lớn quá. Mới ngày nào con còn bé tí, bố phơi đồ của con tung bay chấp chới với những cái tả trắng hình tam giác. Những bao tay, bao chân bé tí xíu, những áo thun trắng mỏng, những băng rốn dài ngoẵng, những món nón mũ giữ ấm đâu. Thế mà bây giờ, quần áo con đã dài rộng thế này, chỉ riêng cái quần lót của con thôi mà đã bằng 4 cái quần đùi của con mặc ngày xưa. Thời gian trôi nhanh quá. Quần áo con lớn dần theo con. Bố nhớ bàn chân hồng hồng bé xíu hơ hơ khi con khóc vì ướt đít. Bố nhớ bàn tay của con bé tí cầm chặt ngón tay bố khi con bú bình. Bố nhớ khuôn mặt của con khi no sữa ngủ say. Bố nhớ lúc cô hộ lý tắm cho con, bố đã xem kỹ từng ngón tay ngón chân, từng phần trên cơ thể bé bỏng của con, để an tâm biết rõ con bình thường khỏe mạnh, để trút bỏ nỗi lo này, để ôm vào nỗi lo khác. Bố cảm ơn mẹ con đã mang nặng đẻ đau, sinh ra con mạnh khỏe, lành lặn. Bố cảm ơn mẹ con đã thức đêm, ngủ ít, đau lưng, lo toan, vất vả, đút ăn, cho bú, dỗ con, thay tã. Mẹ con đã từng ngày từng giờ trong suốt thời thơ ấu của con. Bố cảm ơn mẹ con đã chạy xệ người, bù xù tóc, quên trang điểm, không nước hoa, để dành trọn vẹn thời gian, suy nghĩ và tình cảm cho con. Ngoái nhìn. Mỗi sáng, từ nhiều năm qua, bố luôn là người đưa con đến lớp, hết lớp tiểu học của con trai đến lớp của con gái. Phần thưởng của mỗi lần đưa con đi học là khoảnh khắc con ngoái lại nhìn bố trước khi con nhảy chân sáo khuất sau cổng trường. Có đôi khi con quên ngoái nhìn, bố tự nhủ, ngày mai con sẽ nhớ. Có nhiều khi con ngoái nhìn, luôn nghĩ, đây có thể là hình ảnh cuối cùng bố nhìn thấy con. Bố yêu cái khoảnh khắc con ngoái nhìn bố, con nhoẻn miệng cười, xong con tiếp tục bước. Bố luôn chăm chút cho từng khoảnh khắc với tên gọi đầu tiên và cuối cùng. Phút đầu tiên trong ngày con cười với bố, giờ cuối cùng trong ngày con nắm tay bố cùng đọc kinh sau khi bố chải tóc cho con. Ngày đầu tiên con đến lớp, con là người cuối cùng tan trường khi bố đón con muộn, mắt con đỏ hoe, không khóc. Lá thư đầu tiên con viết cho bố, lần cuối cùng con ngủ gật trước tivi để bố phải bế con lên phòng. Ngày đầu tiên con đi xe đạp, bố chạy lúp xúp phía sau để giữ xe. Buổi cuối cùng mình đi chiếc ô tô quen thuộc trước khi bố bán xe cho người xa lạ. Có đôi khi, bố tự quan trọng hóa chuyện ngoái nhìn, vì đó là khoảnh khắc của quyến luyến, trân trọng, tiếc nuối, thiết tha. Có đôi khi, thiếu sự ngoái nhìn, bố xót xa vì một chút buồn, trống rỗng, có cảm giác như bị phù bạt, thờ ơ, bỏ rơi, chấm hết. Cái ngoái nhìn của con, với nụ cười và ánh mắt long lanh, sáng rực và nổi bật trong hàng chục khuôn mặt trẻ thơ trước cổng trường, luôn là hình ảnh yêu thương và ngập tràn một ngày làm việc của bố. Có lúc, bố biết con ngoái nhìn bố, nhưng bố đã xoay lưng đi, trông có vẻ nhẫn tâm. Nhưng thực chất, đó là khoảnh khắc bố con mình không cùng tần số. Con nên biết rằng bố luôn nhìn con, từng ngày, mỗi ngày, suốt cuộc đời bố. Có lúc tiễn một người đi xa, chỉ cần một cái ngoái nhìn làm động lại một dáng hình bất diệt. Có lúc đưa một người đến gần, chỉ thiếu một lần ngoái lại, bóng hình dễ phôi pha. Có những cái ngoái nhìn không đồng điệu, gây nỗi hoang mang, nghi ngại, chỉ vì
thiếu cơ duyên may mắn của sự trùng hợp làm cho người ta xa nhau vĩnh viễn. Có những cái ngoái nhìn toàn thân chỉ để lưu lại trong ký ức một bóng hình mà mình biết mãi mãi không còn nữa. Có những cái ngoái nhìn khép nép, e lệ, giấu kín. Có những cái ngoái nhìn dò xét, nghi ngờ, phòng thủ, quan sát, giữ miếng. Và cũng có những cái ngoái nhìn đẹp tình cửu. Con gái của bố. Năm nay con gái khác rồi. Con gái sẽ làm người lớn. Con gái hết thích màu hồng rồi. Con gái bắt đầu thích màu tím, lavender. Con gái đọc sách và xem phim chạng vạng. Rồi con gái ngồi thẫn thờ, nhìn mông lung. Con gái không thích bố len lén cầm tay con gái mỗi khi xe dừng đèn đỏ. Con gái bắt đầu đeo nhẫn ở ngón cái, không thích đeo ở ngón giữa. Con gái nổi mụn lấm tấm ở trên trán. Tóc con tỏa mùi thơm thơm. Con gái vẫn để bố cắt móng tay, móng chân cho con gái, nhưng con gái không thích nằm cùng phòng với bố buổi tối. Con gái không thích ngồi trong lòng bố khi xem tivi nữa. Con gái thích ở riêng một mình trong phòng của con. Con gái không biết là bố đã để dành tiền cho con gái rồi đó. Vừa đủ để mua cho con một bó hoa màu tím lavender, vừa đủ để mời con gái ăn một bữa tối dưới ánh nến lung linh, để con gái chia tay tuổi thơ và bước vào thế giới của người lớn. Vetula. Vetula là một món ăn độc nhất vô nhị. Người sành ăn nhất cũng khó có thể tìm được. Nó mang một mùi vị rất là đặc trưng, khó tả và biến tấu vô cùng rộng. Chỉ có thể so sánh món Vetula với nấm truffle của Pháp và Ý. Tôi và hai nhóc may mắn được ăn món Vetula thường như là định kỳ hàng tuần. Vetula là món thường dùng vào buổi trưa, được chế biến bởi hai con, bếp trưởng là con trai và phụ bếp là con gái. Hai nhóc cũng đeo tập dề trông hết sức là chuyên nghiệp. Tập dề của con trai thì ngắn cũng cỡn, tập dề của con gái thì dài tới mắt cá chân. Ồ, có lẽ là một đứa thì quá cao, còn một đứa thì quá thấp. Thông thường khi thực hiện món này sẽ luôn luôn có cằn nhằn, cãi vã, một chút hờn dỗi của cả hai nhóc, đặc biệt là phụ bếp. Lý do chính là công thức pha chế rất linh hoạt, không lần nào giống lần nào. Thời gian chuẩn bị món ăn mất khoảng 30 phút. Chi phí cho ba người ăn theo thời giá hiện nay là khoảng 20.000 đồng. Nguyên liệu chính: rau cải, rau muống, bắp cải, đậu đũa, đậu khô ve, khổ qua, nói chung là rau củ quả, cái nào cũng được. Đậu hũ kho hoặc chiên, cá chiên hoặc kho lóc bỏ xương, thịt heo kho, thịt gà ram, nói chung là các loại đạm, đạm nào cũng được. Cơm, mì, hủ tiếu, bún, nói chung là tinh bột, bột chi cũng được. Cách làm: nổi lửa lớn, bỏ nồi không dính lên, cho một chút dầu ăn vào, cho tất cả những nguyên liệu trên vào trộn đều, nêm thêm nước tương cho vừa ăn. Trình bày: xới ra dĩa, rắc tiêu, dùng nóng với tương ớt. Khuyến cáo: món sẽ ngon hơn khi dùng với trà đá đặc biệt, loại xuất khẩu. Ghi chú: món Vetula, theo định nghĩa của hai nhóc, là chữ viết tắt của vét tủ lạnh. Chạy xô trong mưa. Ngày chủ nhật bình yên, tắt điện thoại, dành trọn thời gian cho con, đưa con gái đi sở thú. Con gái muốn thế với lý do: lớn lên, con sẽ không đi sở thú nữa, con nghe nói sở thú sắp dời đi, bố đưa con đi nhé. Bố không muốn và không thể từ chối con, đặc biệt trong ngày 1 tháng 6. Đến nơi có sự kiện của công ty sữa, người đông,
cơ mang nào là người, nắm tay con gái và tung tẩy. Ti à, nếu lỡ đi lạc thì con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ đi ra cổng, con đón taxi về nhà rồi gọi điện thoại cho bố. Con sẽ không khóc và sẽ không đi với người lạ. Ông bố luôn chuẩn bị cho con những tình huống xấu nhất để đối diện, đối đầu và vượt qua. Con gái hỏi, bố ơi, sao bà cố chết mà con không buồn? Con có cái gì sai không hả bố? À, không sai con ạ. Vì con không có kỷ niệm nhiều với bà cố, người ta chỉ có thể yêu thương hoặc ghét bỏ nhau khi có ký ức để hoài niệm, để người ra đi nhận được nỗi buồn của người ở lại. Có lẽ nếu bố chết, con sẽ buồn nhiều vì con có nhiều kỷ niệm với bố. Con sẽ nhớ bố tập cho con chạy xe đạp, lúc bố chải tóc cho con, bố cắt móng tay, móng chân cho con. Con sẽ nhớ tiếng gọi Dũng Sĩ ơi, và bố sẽ vào để chùi đít cho con, rồi bố vỗ cái mông con bép bép. Ồ, con gái không nói gì, chỉ nắm tay bố chặt hơn. Ngày Chủ nhật bình yên chụp cho con gái gần 100 tấm ảnh chân dung. Con đang chậm rãi chia tay tuổi thơ, bắt đầu có dáng vẻ của một thiếu nữ. Từng ánh mắt, nụ cười, từng sợi lông măng trên má con lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hai bố con qua ăn trưa ở Rex, rồi đưa con về, mưa bay nhẹ nhẹ. Hỏi con gái, con nè, mặc áo mưa hay tắm mưa hả con? Và biết trước câu trả lời, tắm mưa bố nhé. Chạy xe chậm, thật chậm, để mưa vỗ vào mặt, vào mắt, để mưa vuốt mềm tóc con. Vui quá bố ơi, con thích lắm, cảm ơn bố nha. Con gái ôm cánh tay bố, nhẹ áp má vào. Mưa nhẹ, rồi mưa trở nặng hạt. Con ướt, con lạnh, con thích, nhưng mà con vui. Về đến nhà, lệnh ngay cho con gái, tắm ngay nhé, gội đầu nhé, đừng sấy tóc nhé, con lau khô tóc nhé, rồi ngủ đi nhé. Con trai đang dán mắt vào xem phim trên HBO, gọi với con, nhóc, đi tắm mưa không? Và nhóc hí hửng, dạ có. Thế là hai bố con, hai xe đạp, chạy trong mưa. Mưa lúc này đã nặng hạt, vỗ và đập. Từng guồng đạp thư thái, ung dung, nhàn hạ, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, vào trung tâm Sài Gòn, ra sân bay, nước rẽ theo vệt xe, đường vắng và rất vắng. Choàng tay khoác vai con trai, chuyển xích líp sang chế độ nhẹ, thong dong dầm mình trong mưa, con trai nghe răng, cười ướt sũng. Hai bố con dừng lại ở một hàng mì gõ, hai tô bốc khói xì sụp vài nghìn đồng. Người ướt đẫm, tiền ướt đẫm, nước nhỏ giọt theo từng nhịp đũa. Đứng lên, nhìn ghế sũng nước, lại lao mình vào mưa. Ngớt hạt, tạnh mưa, về đến nhà, no căng. Cũng may là chỉ có hai con. Nếu mà sáu đứa, có lẽ ông bố sẽ vỡ bụng vì ăn, buồn ngủ díu mắt vì mưa. Con gái đã ngủ say rồi. Một ngày Chủ nhật thật yên bình. Lavender ơi, Lavender. Tím nội tâm, tím buồn, tím thương nhớ. Tím lớn rồi, không còn hồng tuổi thơ. Màu xanh cốm đã trở về kỷ niệm. Tím thẫn thờ, vương vấn chút mộng mơ. Ta đã buồn, một nỗi buồn xuyên thời gian. Ta thẩm thấu nỗi buồn từ đất, từ mây, từ trời, từ gió. Ta biết buồn khi chưa biết nói yêu. Ta vẫn buồn khi tuổi đã về chiều. Ta mong như bọt biển hút trọn nỗi buồn, để lại khoảng không yên bình, thanh thản, tươi sáng cho con. Vì con là cuộc sống của ta, con là niềm vui và hạnh phúc vỡ òa. Một buổi chiều cuối tháng 3, Lavender dịu dàng đứng cúi chào trước sân khấu rộng. Mái tóc buông xõa cùng nụ cười e ấp. Màu đen tuyền óng ả của tóc con hòa quyện cùng màu đen thẫm của cây đại dương cầm nổi bật trên màu tím Lavender. Lavender ơi, từng ngón tay thon, từ
từng búp măng tròn, trôi dạt nốt nhạc réo rắt cung trầm bổng. Đôi hài búp bê như kìm hãm sự thăng hoa của tình thương và hạnh phúc. Lavender ơi, Lavender, ta yêu con nhiều như hơi thở, nhiều như những lần ta chớp mắt trong đời. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.